Mối quan hệ Hà Thanh Xuân và con riêng Vua Cá Coi thân thiết, thường xuyên đi ăn để hiểu nhau hơn. Xem qua vài bức ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy Hà Thanh Xuân khá thân thiết với con gái riêng của đại gia Thắng Ngô. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, ca sĩ Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới cùng Vua Cá Coi Thắng Ngô, sinh năm 1975, hơn giọng ca hải ngoại 13 tuổi tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôn lễ của họ có sự tham gia của nhiều sao Việt nổi tiếng đến chúc phúc như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Thy, MC Kỳ Duyên, v.v. Trong ngày vui, Hà Thanh Xuân hạnh phúc chia sẻ: ngày Xuân tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Được biết, trước khi kết hôn với Hà Thanh Xuân, Vua Cá Coi Việt Nam từng trải qua cuộc hôn nhân với Thanh Đào, người vợ được cho là đứng sau sự nghiệp thành công của anh. Cả hai từng có lời chia sẻ đầy xúc động trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Tuy nhiên sau đó cả hai đã đường ai nấy đi, khiến không ít người bất ngờ và tiếc nuối. Cũng vì lý do này mà hôn nhân của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân nhận về không ít bình luận tiêu cực từ cư dân mạng. Đặc biệt đại gia Thắng Ngô và vợ cũ Thanh Đào có chung với nhau một cô con gái riêng, nên nhiều người cũng quan tâm đến mối quan hệ của giọng ca hải ngoại với con riêng của chồng. Theo một nguồn tin thân cận, Hà Thanh Xuân có mối quan hệ khá tốt với con riêng của chồng. Bằng chứng là vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, trước đám cưới một tuần, Vua Cá Coi từng chia sẻ khoảnh khắc anh và Hà Thanh Xuân đi ăn uống với con gái riêng. Cụ thể trong ảnh, Thắng Ngô hào hứng giơ máy ghi lại khoảnh khắc ba người. Bức ảnh phần nào cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ họ Hà và con gái riêng của chồng. Trước đó, đại gia Thắng Ngô cũng nhiều lần tạo cơ hội để bà xã Hà Thanh Xuân và con gái riêng tiếp xúc, đi chơi với nhau để cả hai trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn. Hiện tại, hôn nhân của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn nhận về rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên cả hai vẫn quyết định giữ im lặng, không có phản hồi. Có lẽ họ đều đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau. Gần một năm trước, vợ cũ Vua Cá Coi từng ẩn ý về trà xanh khi nói về hai kiểu người phụ nữ. Gần đây đại gia Thắng Ngô, Vua Cá Coi bỗng trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội khi tổ chức đám cưới với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Đám cưới diễn ra bất ngờ với cư dân mạng, nhưng có vẻ không bất ngờ lắm với vợ cũ của vị đại gia này. Cách đây một năm, chị đã từng chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý, ngầm ám chỉ có trà xanh đã chen vào hạnh phúc của gia đình mình. Gần đây, đám cưới của Thắng Ngô, đại gia nổi tiếng với biệt danh Vua Cá Coi Việt Nam, nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Bên cạnh cuộc sống hiện tại của đại gia Cá Coi, cư dân mạng cũng dành sự quan tâm cho người vợ cũ từng đồng cam cộng khổ chung tay làm nên cơ đồ. Nhiều cư dân mạng ghé qua trang cá nhân của chị Thanh Đào, vợ cũ của đại gia sinh năm 75, và khá bất ngờ khi nhận thấy chị Thanh Đào vẫn để ảnh đại diện chụp chung với chồng cũ và con gái cho tới thời điểm hiện tại. Ngoài ra, cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý một bài đăng của chị Thanh Đào vào tháng 6 năm 2021 như có lời ẩn ý về trà xanh. Theo đó, chị nói về hai kiểu phụ nữ. Người phụ nữ thông minh luôn bằng lòng với hạnh phúc mình đang có. Hạnh phúc tại tâm, tâm sáng hạnh phúc trong. Người phụ nữ có lòng tham, cố chiếm đoạt và giăng bẫy hạnh phúc của người khác thì mãi mãi sống trong vũng lầy do chính cái bẫy mình giăng. Chị Thanh Đào chia sẻ. Chia sẻ về kiểu người phụ nữ của chị phần nào khiến cho cư dân mạng cho rằng vợ cũ của Vua Cá Coi Thắng Ngô đang ám chỉ ai đó đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Trước đó vào năm 2019, chị Thanh Đào cùng chồng lên sóng chương trình Siêu Trí Tuệ. Cả hai khi ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu dành cho nhau. MC Trấn Thành đã cảm động nói rằng phụ nữ yêu đàn ông vì nể, nể vì trí tuệ, vì sự tử tế của họ, một khi còn nể là còn yêu. Bây giờ không biết vợ cũ có còn nể Thắng Ngô không, chứ người xem chương trình năm xưa chắc chắn đã bật ngửa khi thấy anh nhanh chóng tổ chức đám cưới và hết lời ngợi ca vợ mới là ca sĩ Hà Thanh Xuân, người kém anh 13 tuổi. Cuộc hôn nhân tan vỡ của đôi vợ chồng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Đại gia Thắng Ngô hiện đã tìm được hạnh phúc mới, trong khi vợ cũ sống khá bình lặng, không chia sẻ nhiều chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Tình mới bao giờ cũng đẹp và đầy màu hồng, nhưng không biết có bao giờ người chồng thử một lần nhớ lại những kỷ niệm thuở cơ hàng. Ai đã cùng mình vượt qua những ngày tay trắng lập nghiệp? Ai đã đồng cam cộng khổ những ngày khó khăn không? Đôi khi đọc về câu chuyện này mà thấy buồn cho một gia đình từng rất hạnh phúc, buồn cho một cặp vợ chồng từng bên nhau lúc khó khăn mà lại không thể đi chung đến cuối con đường. Người vợ dường như đã biết về trà xanh,
vậy mà vẫn không thể thay đổi được điều gì các mẹ ạ. Cách vua cá coi chọn vợ. Để Xuân ngồi ở hồ cá, toàn bộ cá coi đều bu lại, cô ấy rất lành. Càng nói vua cá coi càng khiến dư luận bất bình. Tình yêu có đẹp đến mấy mà không được mọi người công nhận thì cũng thất bại rồi. Đám cưới của vua cá coi Việt Nam Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã diễn ra được một tuần, nhưng cư dân mạng vẫn không thôi bàn tán rộn rã. Mới đây, dân mạng tiếp tục đào lại những phát ngôn trong hôn lễ mà vị đại gia dành cho vợ mới cưới, làm khán giả càng thêm mỉa mai mối tình này chứ không hề ngưỡng mộ như những cặp đôi khác. Theo đó, trong tiệc cưới, Hà Thanh Xuân chia sẻ kế hoạch trong tương lai sau khi kết hôn với vua cá coi. Anh Thắng không hề cấm đoán gì tôi, và sau khi lấy chồng tôi vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật, phục vụ khán giả khắp nơi. Tuy nhiên tôi sẽ cân bằng lại để giúp ông xã trong việc kinh doanh, lo cho gia đình. Tôi chỉ không biết có làm cá coi được hay không. Trước chia sẻ của vợ, Thắng Ngô liền bày tỏ, Hà Thanh Xuân là người rất yêu động vật. Từ việc yêu động vật đó tôi thấy được tâm hồn nhân hậu của cô ấy. Khi Hà Thanh Xuân biết tôi chơi cá coi, cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với chúng. Hà Thanh Xuân rất hợp với nghề cá coi. Có một lần tôi dẫn vợ tới một cái hồ, toàn bộ cá trong hồ đó do mình tôi nuôi từ bé, chưa tiếp xúc với con người. Nhưng khi Hà Thanh Xuân ngồi bên hồ đó, toàn bộ cá coi đều bu lại. Từ đó tôi thấy bản chất Hà Thanh Xuân rất lành. Con người có thể giả dối chứ động vật không biết giả dối. Nó phải thấy ai đó thân thiện, hiền hòa, có gì đó thu hút nó thì nó mới tới. Nghe thì có vẻ ngôn tình, nhưng dân mạng đều đồng loạt mỉa mai Thắng Ngô không thương tiếc. Nhiều ý kiến còn hài hước để lại bình luận. Đi cà phê cá coi, ngồi không chúng nó cũng bu lại để được cho ăn. Nói như chú chắc ai cũng hợp với nghề cá coi vậy. Hôm mình ngồi hồ cá coi, cá cũng bu đen vào. May quá là ông chú không nhìn thấy, không lại chọn mình làm vợ thì ối dồi ôi luôn. Ngồi hồ cá mà vứt thức ăn xuống thì cả hồ cũng đều bu lại chả thiếu con nào. Chắc mình cũng hợp nghề này chứ, mình thấy mình ngồi ở hồ cá tụi nó cũng bu tới hung tay chục chục. Từ trước tới nay, chưa có một đám cưới trong showbiz nào lại bị dân tình chỉ trích ném đá nhiều đến như thế. Chị Thanh Đào, vợ cũ vua cá coi vẫn giữ im lặng suốt nhiều ngày qua, chưa thấy lên tiếng chia sẻ gì, nhưng ai cũng dành sự thương cảm cho chị. Người phụ nữ đã dành cả quãng đời thanh xuân để hy sinh cho chồng, vậy mà giờ đây mọi thứ quá bạc bẽo. Lương Thế Thành là ai? Nam diễn viên có chuyện tình đẹp với Thúy Diễm. Lương Thế Thành được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Thúy Diễm. Lương Thế Thành là ai? Lương Thế Thành là nam diễn viên điển trai nổi tiếng của điện ảnh Việt. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Anh Ba Khía, Mẹ Ghẻ, Gia Đình Là Số 1 phần 2, Cô Thắm Về Làng Ba. Bên cạnh đó, Lương Thế Thành còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Thúy Diễm. Mới đây, cái tên Lương Thế Thành bỗng được réo gọi khi được cho là liên quan đến tin đồn sau nam cặp kè đàn em 10X. Lương Thế Thành sinh ngày 1 tháng 10 năm 1982, 40 tuổi. Lương Thế Thành, nam diễn viên điển trai và tài năng của điện ảnh Việt. Năm 2003, Lương Thế Thành lên Sài Gòn theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau một học kỳ, nam diễn viên đã may mắn nhận được lời mời tham gia vai Lê Quý Đôn trong bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích cùng tên. Sau đó, anh tiếp tục được chọn đóng phim về đề tài chiến tranh có tên Trái Tim Vàng Son. Sang năm 2 đại học, Lương Thế Thành lại may mắn chọn vào vai chính trong bộ phim Miền Đất Phúc của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Đây cũng là bộ phim đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên điển trai này. Cũng trong năm đó, Lương Thế Thành bứt phá nhận thêm 7 dự án khác nhau, giúp tên tuổi của anh nhanh chóng tăng vọt lên hàng diễn viên thực lực. Một vài bộ phim gắn liền với nghiệp diễn của Lương Thế Thành có thể kể đến như Cổng Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm, Mười Ngò Gai, Trái Tim Hoa Hồng, v.v. Nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m78 như người mẫu, nên Thế Thành nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả khi bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Cuối năm 2005, nam diễn viên họ Lương được nghệ sĩ Thanh Phương đưa về sân khấu kịch Idicap và đi diễn cho đến hiện tại. Không chỉ đóng phim, Lương Thế Thành còn góp mặt trong một vài MV ca nhạc của Trương Quỳnh Anh, Mỹ Tâm như Không Thuộc Về Em, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, Em Phải Làm Sao, v.v. Nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m78 như người mẫu, nên Thế Thành nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả. Năm 2019, Lương Thế Thành gây chú ý khi cùng Thúy Diễm vào vai vợ chồng trong bộ phim sitcom hài Gia Đình Là Số 1 phần 2, phiên bản Việt. Vai diễn thú vị, cùng
cùng diễn xuất tự nhiên của Thái Thành đã giúp anh chiếm trọn tình cảm của khán giả xem đài. Tính đến nay, Lương Thế Thành đã tham gia rất nhiều bộ phim. Đa số các vai diễn của anh đều thuộc chính diện. Lý do được các đạo diễn nhận xét là vì gương mặt của nam diễn viên trông rất hiền và thân thiện nên khó có thể vào được vai phản diện. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, hiện tại Lương Thế Thành đã có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz, trở thành một trong những nam nghệ sĩ đắt show của Việt Nam và thu nhập cũng thuộc hàng khủng. Chuyện đời tư của Lương Thế Thành. Chuyện tình viên mãn của Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Vợ của Lương Thế Thành là diễn viên Thúy Diễm, từng đóng trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Trái Tim Hoa Hồng, Rong Buông Tháng 9, Ranh Giới Tình. Lương Thế Thành và Thúy Diễm bén duyên từ sau nhiều lần đóng chung với nhau. Đều là những nghệ sĩ có đời tư sạch và ngoại hình xứng đôi, nên khi công khai hẹn hò, họ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Năm 2016, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã về chung một nhà trước sự chúc phúc của người hâm mộ. Từ sau khi kết hôn và sinh con, cặp đôi vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu. Vào những lần kỷ niệm ngày cưới, Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn chiêu đãi fan những bộ ảnh ngọt ngào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Trong mắt khán giả, Lương Thế Thành là một người chồng tốt và người cha mẫu mực. Anh từng chấp nhận ở nhà chăm nom gia đình trong lúc bà xã đi quay, sau thời gian nghỉ ngơi hậu sinh nở. Không chỉ trông nom con, nam diễn viên còn phụ vợ quét dọn, lau nhà cửa, rửa chén bát để vợ đi làm xa không phải lo nghĩ nhiều. Nói về bí quyết giữ lửa hạnh phúc hôn nhân, sao nam sinh năm 1982 từng chia sẻ: chắc chắn phải có những giây phút cãi vã, nhưng hầu như lần nào cũng làm lành rất nhanh. Có vài lần vợ chồng giận nhau một hai ngày là nhiều lắm rồi. Thành với Diễm đều có ý thức là phải làm lành với nhau. Ai suy nghĩ tự cảm thấy mình có lỗi thì nói xin lỗi, hoặc cảm thấy mình nhún nhường được thì nhún nhường để có một cuộc sống vui vẻ hơn, thoải mái đầu óc hơn. Công việc đã nhiều, về nhà còn phải cãi nhau, không nhìn mặt nhau thì thật sự rất stress. Với Thành, nói sợ vợ thì cũng không phải sợ, mà là mình tôn trọng, nhưng nhìn vợ mình. Thành nghĩ đơn giản, mình là người chồng, người đàn ông, mình phải có sự bảo bọc trong gia đình. Vợ có làm lỗi gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ xuống nước. Nên với tất cả mọi chuyện xảy ra, Thành đều cho qua, vợ muốn sao cũng được hết. Từ sau khi kết hôn và sinh con, cặp đôi vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu. Con trai của Lương Thế Thành Thúy Diễm là ai? Thúy Diễm và Lương Thế Thành hiện có một cậu con trai sinh năm 2018, tên là Lương Thế Bảo, tên tiếng Anh là Braden. Được biết, quý tử nhà Lương Thế Thành không mang quốc tịch Việt Nam giống bố mẹ, mà mang quốc tịch Mỹ. Bé Bảo Bảo được khen ngợi ngày một trưởng thành ngoan ngoãn và khôi ngô. Cậu bé sở hữu vóc dáng người khá mảnh mai, gương mặt thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ. Dù nhỏ tuổi nhưng Bảo Bảo đã dạn dĩ, thể hiện giao tiếp tiếng Anh rất tốt với người khác, cũng như khoe được thần thái chuyên nghiệp khi sải bước trên các sàn diễn thời trang nhí. Bé Bảo Bảo được khen ngợi ngày một trưởng thành ngoan ngoãn và khôi ngô. Lương Thế Thành vướng ồn ào sau kê từ thiện và phát ngôn gây tranh cãi. Tháng 10 năm 2021, câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ bất ngờ trở thành từ khóa nóng, được dư luận đặc biệt quan tâm và bàn tán. Trong số đó, vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành cũng bị réo gọi trên các diễn đàn vì từng có chuyến đi từ thiện miền Trung hồi tháng 10 năm 2020. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng, dù đã một năm nhưng vẫn chưa thấy vợ chồng nam diễn viên công khai sao kê sau chuyến từ thiện. Thời điểm đó, Thúy Diễm đăng bài viết kêu gọi dùng số tài khoản cá nhân để các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ bà con. Cặp vợ chồng sau đó đã nhận được khoảng hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân, và trong quá trình đi từ thiện còn có sự kết hợp với các sư thầy. Trong hình ảnh từng đăng, Thúy Diễm Lương Thế Thành đã cùng Ái Châu, bà xã của Huỳnh Đông, đích thân ra tận miền Trung để trao quỹ lẫn các dụng cụ giúp bà con chống lũ. Nhưng một năm sau, câu chuyện này đã được dân tình đào lại và bàn tán không ngớt. Cùng thời điểm đó, dân mạng đào lại phát ngôn nhạy cảm của Lương Thế Thành liên quan đến vụ việc tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Theo đó, ông xã Thúy Diễm đăng tải bài viết trên trang cá nhân được cho là ám chỉ đàn em kém nhiều tuổi. Đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, nhưng nó cũng dễ dàng làm tha hóa con người. Nhạc, tiền, tiền, tiền. Lương Thế Thành bị gọi tên vào tin đồn cặp kè đàn em 10X. Ngày 1 tháng 8, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước tin đồn ngoại tình liên quan đến cặp vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm và diễn viên trẻ Dây Dây Nhật Hạ. Nguồn cơn xuất phát từ việc một trang mạng đăng tải nội dung ẩn ý rộ tin đồn sau nam tên T, chồng diễn viên Dê, bị đoàn phim bắt gặp đang tình thương mến thương với cô diễn viên tuổi thơ thế hệ 10X.
Ngay lập tức câu chuyện này đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Đáng nói bên dưới bình luận, rất nhiều cư dân mạng đã suy đoán sao nam tên T được nhắc đến là diễn viên Lương Thế Thành, chồng Thúy Diễm, còn nhân vật nữ kia là diễn viên Dê Dê Nhật Hạ. Lý do đưa ra là cả hai vừa cùng tham gia một bộ phim của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Trước đó trên trang cá nhân, Lương Thế Thành và Dê Dê Nhật Hạ cũng đăng tải hình ảnh khi đóng chung phim. Lương Thế Thành vướng tin đồn cặp kè đàn em 10X Dê Dê Nhật Hạ. Hiện Lương Thế Thành chưa phản hồi gì về tin đồn này, nhưng phía Dê Dê Nhật Hạ đã nhanh chóng phản hồi với báo Thanh Niên rằng bản thân khá sốc khi đọc tin đồn này. Tôi cảm thấy nó quá vô căn cứ nên không có gì để nói tới. Tôi rất bất ngờ khi nhận được tin đồn trời này. Hiện tại tôi còn đang đi ăn với chồng và con của mình.